Vâng, thưa giáo sư, vậy thì có những cái câu chuyện, đây không gọi là kỷ niệm nữa, mà là những cái chuyện gì mà mình thấy nó hay hay, hoặc là đôi khi nó có thể nó hơi ngậm ngùi, để mà mỗi khi nhớ lại trong cái quá trình mà giáo sư giảng dạy tiếng Tây Ban Nha ở đại học và cao đẳng. Dạ, thì trước hết thì cũng xin thưa một điều lý thú, tại vì nhiều khi cô không có đặt câu hỏi, nhưng mà nếu không có cái điều này đưa ra thì nó cũng uổng đi, phải không? Dạ vâng. Là như cô nói là trong tiếng Việt mình có nhiều cái cách phát âm khác nhau. Trong những cái bài mà tôi giảng dạy về tiếng Việt, tôi có ví dụ như chữ ra. Trong tiếng Việt thì ngoài Bắc như cô gọi là đi ra, phải không? Vâng. Huế thì bảo là đi ra. Miền Trung xuống dưới một chút thì gọi là đi ra. Yeah. Rồi đi vào miền Nam thì có khi là đi ra. Yeah. Rồi xuống miền Nam nữa là đi ra, phải không cô? Thành nó có một chữ mà nào là ra, rồi ra, rồi ra, rồi ga. Thì tiếng Tây Ban Nha nó cũng vậy. Thí dụ như tôi đơn cử một chữ ở trong tiếng Tây Ban Nha là chữ con đường, tức là street. Thì tiếng Tây Ban Nha mà nếu nói ở chính gốc á, họ đọc rất là công phu, calle, calle, calle. Nhưng mà qua tới Mễ đó, họ đơn giản hóa đi, họ kêu calle. Cô có thấy cái rõ ràng là cái khác nhau. Tôi xin phép được đọc lại cái cách đọc công phu, phát âm công phu của người Tây Ban Nha chính gốc, họ đọc là calle. Calle. Qua tiếng Mễ, calle. Thẳng cái lưỡi hơn. Thẳng cái lưỡi hơn. Xong rồi xuống những nước như là Argentina thì họ lại nói là calle. Nó thay đổi hẳn rồi cô. Calle với calle. Tôi còn đây là kỷ niệm đi học của tôi chứ không phải là đi dạy. Rồi chút xíu tôi xin phép và nói về đi dạy sao. Hồi đó tôi học chung với một cô đi học ở UCI, thì học chung với một cô bạn. Cổ là người Đài Loan. Nhưng mà cổ sanh ra ở Argentina. Tức là cổ nói được ba thứ tiếng là tiếng Tàu, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha lưu loát hết. Thì tôi học bài chung với cổ. Một hôm cổ nói chữ gì ha, chẳng hạn đi là chữ ca xè đi. Thì tôi nói ủa chữ này chữ mới quá vậy, tôi không, ca xè là cái gì. Cổ mới viết ra, tôi nói ố cái chữ này là chữ ca dê mà sao cô đọc ca xè. Thì mình mới biết là cái cách đọc của cổ nó làm cho mình không có nhận ra cái chữ đó. Thì đó là cái kỷ niệm về đi học. Còn qua kỷ niệm đi dạy thì nhiều lắm, mà tôi chỉ nhớ một điều là hồi đó tôi học ở UCLA thì họ cho mình làm TA, Teaching Assistant, nhưng mà gọi là Teaching Assistant nhưng mà mình vẫn tự dạy lớp mình chứ mình không có phụ ai hết. Thì hồi đó dạy thì rất là hồi hộp vì mình mới có tốt nghiệp đại học mà lên họ đó gọi như bắt cóc bỏ dĩa. Mới có 3 tháng hè trước mình còn ngồi trong lớp để mình học tiếng Tây Ban Nha, 3 tháng hè sau á mình phải đứng trên lớp mà mình dạy, mà họ buộc là phải nói tiếng Tây Ban Nha 100%, ngày thứ nhất của lớp 1 cũng phải nói. Thì tôi dạy được một thời gian ngắn, thì một hôm có cái cô đó, cô bước vào, cô hỏi lớp này dạy tiếng Tây Ban Nha thuộc về nước nào? Ý là cô nói là Tây Ban Nha chính gốc, hay là Tây Ban Nha ở Mễ, hay là Tây Ban Nha ở Cuba? Cái tôi mới trả lời là cái lớp này dạy tiếng Tây Ban Nha không có đặc biệt của lớp nào hết, à của nước nào hết, mà là một cái sự tổng hợp mà dựa theo cái sách giáo khoa và những cái phát âm căn bản mà sách giáo khoa đề nghị, chứ không phải cái kiểu ca về, ca xè, ca rè gì đó. Có ít nhất là 4-5 cái cách đọc cái chữ đó đó cô. Thì tôi trả lời cho cô đó là đại khái là tôi trả lời đây là một cái thứ tiếng Tây Ban Nha tạm gọi là tiêu chuẩn, có thể hiểu được trong 21 nước, chứ nó không có nghiêng về nước nào hết. Nhưng mà ý hình như cô đó cũng thích học cái tiếng Tây Ban Nha kêu là Castellano hay là Espanol Peninsula, hoặc là chính quốc đó. Thì cô quay ra cô nói đại khái là cô không có học nữa. Thì đó là một cái kỷ niệm, mình đứng đó mình cũng cảm thấy hơi bẻ bàng. Tức là giống như là cô chê không có thích học cái thứ tiếng mà mình đang giảng dạy vậy. Làm anh Minh chợt nghĩ tâm hồn anh uống giống như là đến một tiệm phở hỏi nấu theo phở Bắc, phở Nam hay phở Trung. Ví dụ đó nó rất là hay là phở Hà Nội hay. Dạ vâng, còn hỏi như vậy thì mới học. Hoặc là phở nào thì mới gọi mới ăn. Dạ vâng. Và nhắc tới tiếng Tây Ban Nha thì đồng thời cũng biết là giáo sư cũng dạy cả tiếng Việt trong trường đại học. Vậy thì cũng giống như là dạy tiếng Tây Ban Nha thì giáo sư thấy là giữa dạy tiếng Tây Ban Nha và dạy tiếng Việt, giáo sư có thấy một cái sự khác biệt nào khi giáo sư phải dạy hay không? Khác biệt đây là không phải nói về ngôn ngữ mà nói về cái cảm xúc. Chẳng hạn như An Minh đó, mà đọc một cái gì đó mà bằng tiếng Việt đó thì mình hào hứng hơn bởi vì mình có gốc rồi.
hoặc là đi qua chuyện tiếng Anh thì cũng hào hứng đó, nhưng mà có một cái chuyện, một cái thứ tiếng mà mình mới học á, thì Amin lại cảm thấy mình loạn choạng. Thì bây giờ giáo sư là một vị là đã đứng lên dạy, thì trong khi mà dạy hai cái môn ngoại ngữ đó, vì giáo sư ở đây là người ta không consider giáo sư, không coi giáo sư là người Việt hay người gì, mà chỉ biết là thầy dạy ở Mỹ dĩ nhiên là phải coi giáo sư là người nói tiếng Anh. Thì giữa hai cái ngoại ngữ đó biến thành ngoại ngữ thì giáo sư thấy như thế nào? Dĩ nhiên là tôi vẫn có cái xúc cảm nó mạnh hơn khi dạy tiếng Việt. Tại vì khi tôi dạy cho các em đó, tôi thấy như tôi là một phụ huynh của các em. Và tôi giúp các em tìm hiểu cái ngôn ngữ mà các em đang học. Mà cái ngôn ngữ đó các em đã có sẵn rồi. Và tôi đưa văn hóa Việt vào rất là nhiều. Thành ra khi các em học á, các em có cảm tưởng, mà đó là điều các em thường dùng để mà phê bình nhận xét tôi cuối mùa đó. Các em nói chứ là khi tôi đến cái lớp tiếng Việt của thầy Trí, tôi nghĩ là tôi chỉ học tiếng Việt thôi, nhưng mà thật ra là tôi học rất nhiều văn hóa Việt. Và mà nghĩ cho cùng á, tôi thấy tôi đưa văn hóa vào còn nhiều hơn là ngôn ngữ nữa. Thì khi mà các em thấy vui và kêu bằng là relate, tức là cảm thấy hiểu được cái văn hóa Việt á, thì các em học tiếng Việt nó nhanh hơn. Và tôi với cương vị là thầy giáo mà cũng là như là cha mẹ của các em ở nhà đó, thì tôi nghĩ là cái điều đó nó mang lại tôi nhiều xúc cảm và nhiều động lực và nhiều hứng khởi để dạy tiếng Việt cho các em hơn. Và hiện tại á, là những cái môn, những cái lớp học của thầy về tiếng Việt á, thì là đại đa số là những sinh viên có gốc gác như thế nào ạ? Gốc gác đây là gốc gác về ngôn ngữ đó nha. Gốc gác về ngôn ngữ thì đa số các em á, là gốc Việt. Nhưng mà một phần lớn các em học ngoại ngữ ở trường, ở high school trước khi lên đại học á, là các em học Tây Ban Nha hay là Pháp. Có các em học tiếng Tàu nữa, Nhật nữa, tiếng Hàn nữa. Nhưng mà đa số là Spanish. Đó là gốc gác về ngôn ngữ. Thì cái điều này nó thay đổi theo thời gian. Hồi trước khi tôi bắt đầu dạy ở UCLA năm 2000 á, tôi hỏi các em học tiếng Việt làm gì? Các em nói học để nói với bố mẹ. Dễ thương á. 20 năm sau tôi hỏi các em học tiếng Việt để làm gì? Các em trả lời tôi học, em học để nói chuyện với ông ngoại, bà ngoại. Thời gian nên đổi thế hệ rồi. Cái tôi mới hỏi các em như vậy. Tôi tưởng tượng nếu mà tôi còn dạy được 10-15 năm nữa, tôi hỏi học trò, thì các em học tiếng Việt không biết để nói với ai nữa. Dạy con mình. Dạ chắc đúng rồi, là không còn hướng về quá khứ nữa mà hướng về tương lai. Vâng, để giữ lại cho con mình. Thì các em đã biết được tiếng Anh. Các em đã biết được một ngoại ngữ khác là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha. Và các em đang học tiếng Việt, mà tiếng Việt các em cũng đã biết rồi. Thì theo như là một người nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ như chúng tôi, như các đồng nghiệp chúng tôi cũng biết đó, càng biết nhiều ngoại ngữ, càng biết nhiều ngôn ngữ, thì cái việc mình đang học một ngôn ngữ nào ở hiện tại nó càng tiến triển khả quan hơn. Nó giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như trong khi dạy các em về tiếng Việt, tôi vẫn so sánh với tiếng Anh, rồi tôi so sánh với tiếng Tây Ban Nha, vì các em biết tiếng Tây Ban Nha mà. Lâu lâu tôi hỏi em nào xưa học tiếng Pháp thì cũng giơ tay. Thì càng ngày tôi càng thấy tiếng Việt mình á, nó giống tiếng, một có khi thì nó giống tiếng Anh, có khi thì nó giống tiếng Pháp, có khi thì nó giống tiếng Tây Ban Nha hay lắm. Ví dụ như tôi nói tiếng Anh, tiếng Việt mình kêu là tại sao, thì cô thấy tiếng Anh là why, hai bên nó không có giống nhau, một bên có một chữ thì sao hai bên tiếng Việt tới hai chữ. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tiếng Việt là giống tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, thì quý vị biết đó, tại sao trong tiếng Pháp là pourquoi và tiếng Tây Ban Nha là porque. Por là tại và que là sao. Cô thấy không? Yeah. Là tiếng Việt là tại thì tiếng Tây Ban Nha là por. Tiếng Việt là sao thì tiếng Tây Ban Nha là que. Rõ ràng là trong cái trường hợp này, tiếng Việt với tiếng Tây Ban Nha nó khớp với nhau 100%, mà nó không khớp với tiếng Anh. Tiếng Anh chỉ có why, mà anh biết tại sao why. Why là sao? Phải không? Không có giải nghĩa được, nhưng mà por có nghĩa là vì mà là tại. Còn que là sao hay là gì đó. Thành ra trong khi tôi giảng dạy tiếng Việt cho các em, tôi luôn luôn so sánh chỗ nào mà giống tiếng Anh, tôi so sánh ngay để các em hiểu nhanh hơn. Chỗ nào giống tiếng Tây Ban Nha, chỗ nào giống tiếng Pháp. Nhưng mà tôi phải hỏi trong lớp đó, nếu không có ai học tiếng Pháp thì tôi không so sánh làm gì. Hay là lớp đó không có ai học tiếng Tây Ban Nha, tôi cũng không có mất thời giờ so sánh. Trước hết tôi phải hỏi. Thường thường là đầu mùa tôi hỏi em nào đã học các thứ tiếng khác. Hay là có em nói tiếng Đại Hàn,
tôi nói tiếng Việt mình kêu cảm ơn, thay vì nói cảm ơn mình kêu cảm tạ, phải không ạ? Dạ vâng. Thì Đại Hàn, người Đại Hàn kêu là cảm tạ hâm đi đà. Cảm tạ của họ là cảm tạ đó. Vâng. Đó, thành ra thế mà nó giống là mình phải so sánh ngay để các em nói tiếng đó hiểu hiểu nhanh. Hiểu ngay. Vâng, anh mình cũng có đứa cháu cháu nội cháu gái nó nói tiếng Hàn như vậy đó, từ mẹ nó gốc Hàn. Anh mình gặp nó là cứ dùng cái câu đó để chọc nó thôi. Mà trong đó là có chữ cảm tạ mình biết cảm tạ, anh mình cũng chọc chọc vậy đó. Cảm tạ anh đi đà. Vâng, vậy khi mà giáo sư nói là giáo sư dạy tiếng Việt á, thì giáo sư nhiều khi giáo sư cảm giác là giáo sư dạy họ, dạy học trò về văn hóa Việt nhiều hơn là ngôn ngữ Việt. Bởi vì văn hóa và ngôn ngữ nó đan quyện với nhau. Dạ vâng. Vậy thì tiếng Tây Ban Nha nó cũng có như vậy không ạ? Dạ vâng, có chứ. Nhưng mà thiệt ra là như vậy. Tôi dạy tiếng Tây Ban Nha nhưng mà tôi đâu có được sống ở những cái nước nói tiếng Tây Ban Nha đâu. Thành ra cái vốn liếng văn hóa của tôi nó có đi nữa cũng qua sách vở thôi. Dạ. Nó không có qua thực tế. Thành ra cái đó nó, cái phần mà tiếng về văn hóa đó, nó không có thể so sánh được với cái cách tôi dạy văn hóa tiếng Việt. Cái đó phải nói thật. Tôi dạy tiếng Tây Ban Nha mà nhất là ngôn ngữ học tiếng Tây Ban Nha, tức là Spanish Linguistics, nó vô cùng là khô khan. Nó làm cho học trò phải căng đầu lên mà học luật lệ. Thành ra phải nói thật là cái phần văn hóa đó tôi dùng không có nhiều. Tôi chỉ dám cái này thì tôi làm được, là tôi so sánh được các phát âm của từng vùng. Hay là văn phạm của từng vùng. Văn phạm của tiếng Tây Ban Nha ở Tây Ban Nha nó khác với văn phạm tiếng Tây Ban Nha ở Mễ chẳng hạn, cái đó tôi so sánh được. Hay là cái chữ nào dùng ở tiếng Tây Ban Nha qua thí dụ ngoài Bắc thì kêu là quả, trong Nam kêu là trái chẳng hạn, quả na thì trong Nam kêu là trái mãng cầu, thì cái chuyện đó tôi cũng có thể làm được đối với tiếng Tây Ban Nha. Tức là vẫn là văn hóa nó nhẹ, tức là nó khác nhau về từ ngữ, về phát âm, về văn phạm theo từng miền, từng vùng, từng nước, cái đó tôi làm được. Nhưng mà nói sâu về văn hóa là phong tục, tập quán rồi cái đó thì tôi không dám. Vâng, và Amin có thấy, một lần Amin thấy ở trên YouTube á, giáo sư dạy người Việt á, cái bài hát tiếng Tây Ban Nha Besame Mucho, không biết Amin có phát âm đúng không? Vì Amin hoàn toàn không biết. Có biết tại sao không? Tôi đã nói là phát âm Tây Ban Nha là dễ cho người Việt lắm, cô cứ đọc y như cô thấy. Vâng, thì Amin thấy cái cách giảng dạy của giáo sư rất là sinh động, làm cho Amin cũng chợt nhớ rằng là một người thầy giáo mà được học trò khen là it's a great teacher, là thầy dạy giỏi lắm, thầy tài lắm, là cái gì? Thì Amin sẽ có câu trả lời cho quý vị theo Amin, tức là người thầy đã đem được cái cảm hứng, truyền cảm hứng cho học trò. Vậy thì bây giờ đó là cái ý tưởng của Amin. Còn bây giờ Amin mới hỏi giáo sư là cuộc đời, phải nói là cuộc đời của thầy là gắn liền với chữ là thầy giáo rất là nhiều. Vậy thì khi mà giáo sư giảng dạy thì giáo sư nghĩ, Amin biết giáo sư là người rất là cẩn thận, gọi là mẫu mực. Vậy thì cái mẫu mực nào để mà giáo sư muốn mình truyền đạt lại cho học sinh, tức là dạy cho học sinh hiểu môn đó, dạy cho học sinh nói được cái tiếng đó, dạy cho học sinh làm những cái công chuyện liên quan đến ngôn ngữ đó, hay là giáo sư còn có những cái ước mơ nào khác, những cái gọi là thâm ý nào khác, ẩn ý khác, nói ẩn ý thì nó hay hơn, ẩn ý trong cái khi mà giảng dạy? Tôi không thấy mình có cái ẩn ý nào khác hết, và tôi chỉ nghĩ là khi tôi đứng đằng trước lớp để tôi giảng dạy các em á, tôi giảng dạy bằng hết cái trái tim của mình, bằng cái đam mê của mình, và điều đó học trò tôi thấy được. Và học đa số các học trò tôi đều nói là rõ ràng là ông thầy của tôi thích dạy lắm. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là điều tôi có thể đồng ý với các em. Tức là tôi không cần phải sửa soạn, chuẩn bị, sắp xếp như thế nào hết. Tôi dạy hết bằng cái tấm lòng của mình, và bằng cái kiến thức của mình, và bằng cái nhiệt tâm của mình sẵn sàng giúp đỡ các em. Và đối với anh Minh cái đó là ẩn ý, tức là dạy rất là sinh động. Bởi vì khi mà giáo sư mà để cho các em cảm nhận được, giống như anh Minh ngày xưa đi học á, có những vị thầy mà chỉ có học có vài tiếng đồng hồ mà anh Minh phải nói cả đời không quên, tại vì thầy truyền cảm hứng. Cái mà dạy gọi là mẫu mực như vậy đó, mà đồng thời dạy hết mình, hết lòng á, thì anh Minh nói cái đó là cái ẩn ý. Tức là truyền lại những cái ngọn lửa đam mê cho cái giới học sinh.
Bởi vì biết đâu sau này những cái đá mà ngày xưa ông thầy cứ gọi đá An Miên là cái đám đầu vịt ngồi dưới, là nước đổ đầu vịt, nói hoài nó không hiểu á. Nhưng mà có những cái con vịt đó, nó lại đem truyền tải những cái ngôn ngữ, những cái thông điệp, những gì thầy đã dạy cho những thế hệ sau. Dạ, một điều nữa là khi tôi dạy đó, tôi biết là học là các em ở chán, là thường chán, thành ra mình phải làm cho vui. Thì vô tình càng thời gian càng qua thì tôi lại càng trở nên khôi hài hơn một chút trong lớp cho nó đỡ chán đó mà. Vâng, cái đó thành ra cứ kể chuyện vui cười cho các em, nhưng mà những mẫu chuyện tôi kể nó liên quan tới ngôn ngữ. Các em thích lắm. Thì rồi các em mới thi nhau là ô em cũng biết chuyện này, cũng kể. Thí dụ như tôi đăng cử này, tôi nói các em ơi, cái chuyện tôi sắp kể nó là trilingual, tức là nó dính tới ba thứ tiếng rồi. Tôi đố các em chứ loại bánh nào mà ba các em không có thích? Loại bánh nào mà ba các em không thích? Thì tôi đã nói trước các em nha, cái câu này nó là ba thứ tiếng dính trong đó đó. Thì câu trả lời là bánh mì ba ghét. Tức là ba ghét, mà ba ghét là tiếng Pháp. Mà mình hỏi bằng, mà tôi hỏi cái đó bằng tiếng Anh. Thành ra mới trilingual, tôi nói là what kind of bread doesn't your father like? Thì trả lời là he doesn't like baguette. Thành ra vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt, mà vừa tiếng Anh. Hay quá. Yeah, đó thì đại khái là lúc nào tôi cũng phải sưu tầm những cái đó. Không phải là phải, nhưng mà tự nhiên nó đến với mình. Thì mình kể cho các em, thầy ơi em cũng biết một câu chứ, em đố lại chứ. Đố thầy chứ là what kind of vegetable can climb? Thì trả lời là dưa leo. Dưa leo là climbing melon. Thế em dịch đó, đó. Đại khái là những cái loại mà bilingual joke, là vừa Việt vừa Mỹ đó, vừa Anh đó. Thì có khi là tôi kể các em, có khi là các em kể lại. Thành ra rốt cuộc nó trở thành một cái cuộc thi đua kể chuyện ngôn ngữ vui vui trong lớp. Và cái đó cũng là đem lại cái hứng thú cho các em. Và thưa, rõ ràng đó là một phương pháp sư phạm mà An Miên thấy rất là hay và đáng khuyến khích cho tất cả mọi thầy giáo, cô giáo nên hướng về cái hướng đó. Bởi vì như vậy thì học sinh mới học hỏi và có lẽ sẽ nhớ đời. Như là An Miên nãy vừa nghe xong giờ biết được cái chữ dưa leo và chữ bao ghẹt. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành.